Xin chào tất cả các em đã đến với kênh Béo Chibi. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 11 tới tháng 12 năm 2018 nha. Còn bạn nào muốn tham gia mini game thì video ngày hôm qua, ngày 10 tới tháng 12 chỉ có ra câu hỏi, thì các em hãy vào đó để trả lời, bổ sung câu hỏi của mình, để cho câu trả lời của mình sẽ là tuyệt vời nhất để nhận phần quà mini game nha. Còn bây giờ kiểm hàng thôi. Tên tên, đầu tiên sẽ là đơn hàng của bạn Đỗ Trung Trí, 266.000. La 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 la, wow, đầu tiên thì là có tới 6 hũ slam thú lận nha. Đây, 6 hũ slam thú khác màu nhau. Ở đây thì là có con tôm nè, rồi có con cua nè. Ở đây thì có một con tôm nữa nè, ở đây bạn nhện chứ. Rồi bạn tôm này thì khác màu nha. Thằng lăng nữa nè, tôm hồng nữa nè. Rất là dễ thương luôn, mỗi hũ chỉ có 5.000. Wow, và đúng là đơn hàng này là chuyên trị về slam luôn đó mấy em. Đó, rất là đẹp luôn. Những hũ slam lỏng của chúng ta ha, rất là xinh luôn nha. Một hũ như vậy thì là 9.000 đồng đó mấy em. Đây, rất là tuyệt vời nha. Đẹp quá đi. Tên tiếp theo thì là hai hũ slam nha, một slam mây nè và một slam bơ nè. Slam mây thì có màu hồng và màu trắng, slam bơ thì có màu xanh nha. Và kèm theo hai cái slam này sẽ là bên đây á, slam bơ thì chỉ có tay kèm theo là borat nha. Borat thì là không được ăn nha mấy em. Ra dùng để khi nếu về nhà mà slam mình nó có lỏng á thì em chỉ cần lấy một nhúm thôi, một chút xíu borat này thôi, em pha với lại một cốc nước bự như thế này để mình làm cho cái slime nó đông lại ha. Và kèm theo là một cái charm bình sữa. Ở bên đây thì là cái slime mây nha. Slime mây thì chị kèm theo là cho một ít tuyết. Tuyết thì mình sẽ pha với nước đó, và mình sẽ tự điều chế cái slime này thêm nha, bởi vì cái slime này thì chị làm cho nó hơi ướt ướt đó. Rồi về đến nhà thì các em sẽ dùng cái tuyết này để bỏ vô trong đây ha, mình điều chỉnh lại để cho cái tuyết nó xốp và nó đẹp hơn. Đó, mỗi một loại như thế này 30.000, rất là đẹp luôn. Còn đây thì là kim tuyến trăng và kim tuyến sao để chúng ta trang trí cho slime của mình thêm đẹp, cũng như là kim tuyến giấy nè ha, có 3 màu để làm giống như là galaxy đồ này nọ nè, đó rất là dễ thương luôn nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có nè, cốm tim, cốm tròn, cốm tổng hợp kẹo và cốm trái cây để trang trí cho slime của mình. Wow, có cả charm nữa nè, charm dưa hấu nha, trứng nha, kẹo nha, và cầu vòng mỗi cái là 5.000 đồng. Hạt fishbowl rất là lấp lánh luôn, cũng 5.000, cũng như là saffa chip để mình sẽ làm một cái giống như là trà sữa đó ha, trà sữa bơ, hay là mình sẽ bỏ vô trong cái slumber đó để mình làm trà sữa, trà xanh á, rất là hợp luôn á. Kèm theo là charm lá cũng rất là lấp lánh luôn, cũng 5.000 một bịch. Tiếp theo thì là cái slime này nha, rất là đẹp luôn nè. Đó, tên tên, hồi nãy là một đơn hàng rất là nhiều cái loại slime cũng như là đồ trang trí slime. Còn đây thì là đơn hàng của Trương Gia Hy, 499.000, tiền ship đã được giảm 17.000. Chúng ta xem là đơn hàng gì nha. Tên tên, wow, xin chào Simbalop nha. Đây là búp bê xinh đẹp của shop nè, với mái tóc đỏ bồng bềnh như hoa hồng, khuôn mặt thì cực kỳ đáng yêu luôn. Các em xem nè, và búp bê này là 140.000 đồng. Tinh tinh tinh. Đó. Rồi đến là khăn cho búp bê nha, khăn hồng và khăn xanh, khăn mặt nè, khăn tắm nè, và mền ha. Mỗi cái là 15.000 đồng. Bộ gối cho búp bê nè, hai màu khác nhau luôn. Vải rất là đẹp luôn đó mấy em. 18.000 một bộ nha. Tiếp theo sẽ là bộ đồ kiểu cho búp bê nha. Bộ này là cái tay của nó là sẽ bị rớt, cái tay của nó rớt vai, hở vai như thế này nè. Rất là xinh luôn. Đó. Ha. Áo đồ bay đó em, đồ bay á liền luôn nha, co giãn. Rất là dễ thương. 35.000. Wow, và đây là bộ váy 16.000. Đó, váy công chúa hoặc cũng có thể gọi là váy tiểu thư, mà nếu kết hợp với lớp thì mình có thể làm váy cô dâu ha, rất là tiện lợi luôn. 16.000 đồng nha. Còn đây thì là 6 cái giá đỡ nè. Đó, 6 cái giá đỡ, mỗi một cái là 10.000 đồng. Tiếp theo là cô dâu xinh đẹp của chúng ta nè. Đó, cái váy đẹp chưa, quá xinh luôn nè, trời ơi, như những cánh hoa vậy đó. Tóc thì xoăn nhẹ nữa nè, lớp cũng đẹp luôn. 47.000 nha. Wow. Còn đây thì là vĩ phụ kiện 80.000, có cả điện thoại nè, tai phone nè, vương miện nè, micro nè. Wow, rất là nhiều cái đồ đẹp luôn nha.
Vỉ này là 80.000 đồng, còn có cả những cái hình dáng thiết kế rất là dễ thương ha. Tiết kiệm 20.000 khi mua vỉ này. Cuối cùng là một kệ giày nha, một kệ giày 38.000 đẹp quá đi. Đó, em xem nè, thấy không, rất là xinh luôn. Còn đây là đơn hàng của Nguyễn Duyên, 292.000. Đầu tiên sẽ là hình dáng BTS, 25.000. Và đây là đơn hàng về BTS đó mấy em, rất là dễ thương luôn nha. Đây, thước nữa nè, thước thì 8.000 ha. Rồi còn có cả bịt mắt nữa nè, bịt mắt BTS 25.000. Sợi dây chuyền hạt gạo dài nè, đó có chữ BTS nè mấy em thấy không, rất là dễ thương luôn nha. Đó, hai bên màu đen và màu hồng. 15.000, tuy là đơn giản nhưng mà cảm thấy là cái sự yêu quý của mình á nha, yêu quý dành cho nhóm này nè ha. 20.000 đồng sợi này chứ chị nói lộn, cái này thì 8.000 ha. Huy hiệu BTS 8.000 luôn. Thẻ hình nữa nè. Đây, thẻ hình thì là 15.000 nha. Và một cái ba lô BTS màu đen 55.000. Và một cái hộp bút BTS màu đen nè ha. Đây, màu đen mà nó có cái phần ánh sáng tỏa xuống chỗ 7 anh chàng. Đó, rất là đẹp luôn. 30.000 đồng. Nón BTS màu đen 40.000 đồng. Và một cái dây chuyền hũ nè, có cái hũ mà có cái charm hình bàn tay nữa nha, rất là dễ thương luôn, cũng là 20.000 đó mấy em. Đặc biệt là cái phần nắp cũng đẹp nữa nha. Nhẫn 5.000. Tiếp đến Mai Thu Huyền ơi, đã đến đơn hàng của em nè, 100.000. Và Thu Huyền mua 4 bịch bô ráp nha, mỗi bịch là 5.000 đồng. Tiếp theo thì là Tuyết Mỹ. Đây, Tuyết Mỹ ha, 5 bịch đó, mỗi một bịch như vậy thì là 8.000. Và bây giờ là đơn hàng của Trần Nguyên Phát, 420.000 đồng. Và tiền ship đã giảm còn có 15.000 đồng thôi. Wow, đầu tiên là một búp bê tóc màu xanh lá nè mấy em ơi, rất là xinh luôn nha. 35.000, cái váy cũng đẹp nữa nè, thấy không. Tiếp đến thì là búp bê mắt chớp nha. Đây, khuôn mặt nè, chị phải công nhận là búp bê mắt chớp là có khuôn mặt rất là xinh luôn á, thấy không em. Đó, bạn nào cũng xinh hết. Bên đây thì là một bạn là tóc màu vàng cam nè ha, bên đây thì là vàng hồng. Đó, váy nè, đó váy Galaxy rất là đẹp nha. Bên đây thì là váy đỏ lệch vai, đó rất là xinh. Bình thường là đang nhắm mắt nè, váy hàng lông mi rất là dài nha, nhưng mà chúng ta cho ngồi dậy thì sẽ mở mắt ra, rất là dễ thương. Và búp bê này là 50.000 nha. Tiếp đến là vỉ phụ kiện 80.000 đồng. Wow, có điện thoại nè, và máy chụp hình nè, và tai phone nè, mắt kính nè, rồi vương miệng, micro, đầy đủ hết luôn. Vỉ này là 80.000 nha. Và đây còn có cả vỉ phụ kiện cho búp bê, 87.000 nha. Có cả móc nè, cài tóc cho búp bê nè, rồi chén nè, rồi trò chơi này nữa nè, ly chai nè, phụ kiện giày, rồi giỏ xách, laptop, tiền, mắt kính, mì, ly, rồi nói chung là rất là nhiều luôn. Wow, bữa nay cái thảm chùi chân là có cái hình xéo rất là dễ thương nha mấy em. Tập sách cho búp bê học nữa chứ. Nón nữa, rồi nón len ở đây và bộ đồ đơn giản nha, phụ kiện chanh ken luôn. Trời ơi, đầy đủ hết luôn á nha. Chỉ cần đặt cái vỉ này là các em đỡ mất thời gian đặt luôn á, nó có đầy đủ hết luôn á. 87.000 còn tiết kiệm được 20.000 nữa. Ping pong. Tiếp đến thì là cây thông Noel và cây thông này nha. Mỗi cây là 30.000 đồng. Bây giờ mình sẽ thử đèn nha. Chuông ping pong, chuông ping pong, chuông ra đường ping pong. Đêm Noel với đêm Noel, ta hãy chúc nhau an lành. Chúc tất cả các em và gia đình mùa Giáng sinh thật là an lành và hạnh phúc nha. Rất là dễ thương và ấm áp. Tiếp theo thì là ba quyển sổ nha. Ba quyển sổ tay mini chỉ có 5.000 đồng thôi. Tiếp đến sẽ là bộ phao vịt nha, là một bạn vịt lớn nè, chở bạn vịt nhỏ, và búp bê cũng có thể ngồi lên đây để cho vịt chở đi chơi. Em đi chơi vịt trong thao cầm viên, chim kêu hót mừng chào đón xuân về, thuyền em thuyền con vịt, cạp 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 cạp. Rất là dễ thương nha, 18.000. Và bên đây nữa nè, đó là một cái phao và một bạn vịt nữa nha. Đó, cái nhựa nó rất là tốt luôn. Đó, mình sẽ cho búp bê trên phao bơi cùng với những chú vịt đáng yêu lắm luôn. Cuối cùng
là cái vòng tay ngọc trai cho búp bê nha. Đó, bịch vòng tay thì sẽ có 3 cái nha, còn nếu vòng cổ thì chỉ có 2 cái thôi nha mấy em. Đó, 5 ngàn, rất là dễ thương. Tiếp đến là Triệu Thị Thanh Nhã, đơn hàng 125 ngàn. Đầu tiên chúng ta có là một cây bút Hello Kitty, bút 7 màu nè, 2 cây bút Hello Kitty nè, rồi một cây bút là BTS nè, rồi một chiếc bút lá nè ha, rất là đẹp luôn. Mỗi cây như thế này là 5 ngàn, còn cây này là 12 ngàn nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử viết nha mấy em. Chiếc lá nè, Hello Kitty nè, BTS á mấy em, còn này là Hello Kitty luôn nha. Bút 7 màu. Ôi, mới vừa sao cây này nó đã thấy khó khăn với mình như vậy ta. Và cây này nó đã bị hư hết 3 ngòi rồi, cho nên là chị bỏ ra, chị thế lại ha, chị đổi lại cho em là cây khác nha. Đó, mình sẽ thử thôi. Màu đen nè, vàng nè, xanh dương nè, hồng nè, xanh lá nè, vàng đậm nè, đỏ nè, cuối cùng là tím. Ok nha. Và tiếp theo thì là bạn này có đặt là 2 cái sợi dây chuyền hạt gạo nha. Mấy em để ý nè, bên trong nó sẽ có một cái hạt gạo đang trôi ở trong dòng nước. Đó, rất là ấn tượng luôn ha. Đó, đây là cái hình giống như là hồ lô vậy đó. Còn bên đây nè ha, là cái cây dài như thế này. Đó, của bên trong cũng có hạt gạo luôn. Thấy không? Rất là dễ thương nha. Đó, 20.000 đồng ha. Nó cá tính hơn và nhìn nó rất là tinh tế ha, rất là tinh tế. Quý báu như những hạt gạo vậy đó, hạt gạo vậy đó. Còn cái dây chuyền này thì là 15.000 nha. Đây, và cái này thì 8.000 nè mấy em. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Lê Hồng Anh, 142.000. Wow, và đây là một cái kẹp bánh donut nè, giấy đựng donut rồi có cả tiền, cũng như là hộp bánh donut và cái vỉ ha, cái khay á, cái khay đựng bánh á. Ở đây thì nó có rất là nhiều cái hình bánh donut dễ thương luôn. Trời ơi, nhìn là thèm luôn á. Không biết là các em thích ăn vị dâu nè, hay là vị sữa nè, hay là vị sô-cô-la, hay là vị gì đây ta. Rất là ngon. Quá, wow, có cả cái máy chính tính tiền nữa nha. Và nguyên một cái vỉ như thế này, người ta gọi là vỉ bán bánh donut, 85.000, chơi rất là tuyệt vời luôn. Hai bé nhí thời trang khác nhau nha. Một bé là tóc nâu, một bé là tóc vàng. Áo hồng và áo vàng cũng khác nhau, mỗi cái là 7.000 đồng. Còn đây là viết Doraemon và viết ngựa pony nè, 5.000 một cây. Chúng ta sẽ thử viết ha. Ok, đây là Doraemon nè. Rồi, ok. Và bây giờ là Nguyễn Phúc Khánh Vân, đơn hàng 111.000. Yeah. Đó, 7 anh chàng trong nhóm BTS đã xuất hiện ở trên một cái bóp viết hết sức dễ thương như thế này. Và cái bóp này có giá là 40.000 đồng đó mấy em ơi. Ô, xin chào Jimin, xin chào Jungkook, xin cả Jin. Rồi, xin chào BTS đi ha, cho nó nhanh. 40.000 đồng. Còn đây là vòng nhựa nè, 8.000 luôn, có chữ ký ha. Lắc tay. Ôi, ai đây ta? Ai nè? Dễ thương quá, fan BTS ơi, hãy trả lời giùm chị đây là ai đây? Mà dễ thương quá. Và đây nữa. Đó, thì mỗi sợi như thế này thì là 15.000 nha. Lắc tay và dây chuyền đều là 15.000 một cái. Và bây giờ là đơn hàng của bạn Gia Hân và Ngọc Mỹ, 33.000. Thật ra là mấy bạn đó đã đưa trước cho shop là 100.000 rồi. Đơn hàng của mấy bạn đó là 133.000. Là một đơn hàng rất là nhiều viết luôn. Xin mời các em cùng xem. Và đây là đơn hàng viết của bạn đó nè, mấy em xem nè ha, rất là dễ thương. Có 4 bạn Thiên Nga nha, 4 bạn Thiên Nga nè. Rồi đến là 4 bạn Bonnie nè, 3 cây viết sổ nè ha. Rồi đến đó là mà bạn đặt á là cú mèo, nhưng cú mèo shop hết rồi thì chị thế giùm, thế vô cho em là Thiên Nga cầu vòng, hy vọng rằng em sẽ thích bạn này nha. Rồi đến là người nhện nè, 2 bạn gà con rất là dễ thương, 2 bạn xương rồng, 1 bạn Pokemon và 1 bạn hươu. Cuối cùng là cây bút chì dẻo. Đó, cây bút chì dẻo nó rất là cong luôn ha, rất là dễ thương, đẹp lắm. Bây giờ chúng ta thử viết nha. Đây ha, là pony hồng nè. Ok, pony vàng,
pony xanh, pony tím, thiên nga, nga thiên, thiên nga, wow, rất là ok, sổ đen, sổ đỏ, sổ trắng, đó là viết sổ đó mấy em. Pokemon, xin nhớ, Spiderman, who, đó, để chị thử lại, who, đó. Wow, thiên nga cầu vồng rất là dễ thương luôn nha. Đây, hai bạn gà con nè, đây là bạn gà đội nón thỏ nha. Bạn này thì là đeo kính cận nè. Tiếp theo thì là xương rồng tròn nè. Ha, rồi đến là xương rồng nở hoa nè. Rất là dễ thương luôn. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Nguyễn Thạch Vân Anh, 267.000. Đây có hộp búp BTS rất là dễ thương nha, 40.000 đồng. Rồi đến là hai hũ keo sữa, mỗi hũ là 15.000. Wow, hạt fitbo trắng nè, 5.000 rất là đẹp. Tuyết 10.000 đồng nha. Borat thì là 5.000 đồng. Kem cạo râu 44.000. Và bạn mua nè ha. Wow, viết BTS đó nha mấy em. Một cây nè. Đâu nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cây viết BTS ha. Đây ha, những cái thẻ hình và có cả cái thước nha. Nó giống như là cái thước vậy đó. Rất là dễ thương luôn, chỉ có 5.000 đồng một cây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thử viết ha. Ok. Yes. Goose. Wonderful. Good. Yeah, tuyệt vời. Rồi đến là cái Quixi Donut, 70.000 đồng. Tiếp đến là đơn hàng của bạn Thúy Hằng, 75.000. Và đây là đơn hàng, phải là viết không nha mấy em, rất là dễ thương luôn. Đầu tiên là bạn nó đặt là tay thở nè ha, bút chì chìa khóa nè, bút sáo nè, rồi đến là cây cuốn sổ nè, bút cuốn sổ nè, chiếc lá nè ha, chiếc hài nè, rồi có cả nấm nè, đó, nấm rất là dễ thương ha, trái dâu, ngôi sao, xương rồng và pony. Đó, nhìn như vậy chúng ta đâu biết nó là viết đâu đúng không, bởi vì nó quá dễ thương. Nhưng mà thật ra nó là những cây viết chỉ có 5.000 đồng thôi. Shop chỉ bán rẻ hơn những shop khác, có khi người ta bán tới 10 tới mười mấy ngàn đồng một cây lần đó mấy em, mà còn không thử viết nữa. Còn shop chị là có 5.000 một cây mà lại sự thử viết cho các em xem nữa chứ. Đó, còn gì mà không nhanh tay lựa chọn đúng không. Rồi, mình sẽ thử viết thôi. Xương rồng này nha. Ok, bạn này thì là bạn, bạn này là bạn gì ta, bạn này là bạn chiếc hài đó, bạn này là bạn chiếc hài nè, bạn này là bạn sổ nè, sổ tay nè, bạn này là bạn pony nè, kem thỏ này nha. Rồi cái này thì là cái ngôi, bạn này là ngôi sao này nha mấy em. Wow, để chị vũ một ý, ui vũ cái nó ra mực, để chị đổi nha. Rồi đây chị đã đổi lại cây viết khác ha. Ok, mật. Rồi còn đây là cây sáo diều này nha, để chị thổi thử coi kêu không. Rất là dễ thương nha. Đó, 5.000 thôi. Nấm nè. Rồi đến là dâu nè. Chiếc lá nữa nè. Đó, rất là dễ thương. Good. Tiếp theo là đơn hàng của bé Mimi, 110.000 đồng, đơn hàng rất là dễ thương. Thì đây nha, đầu tiên là bạn nó có đặt những cái charm rất là dễ thương nè, như là kẹo nè ha. Đó, kẹo xoắn nè, rượu sechu nè, bánh mì trứng nè, rồi trứng nè, rồi chuối nè, kẹo xoắn nè. Đó, còn lại là một cái đuôi của nàng tiên cá. Đuôi cá đó thì chị hết rồi, chị thế cho em là một cái bông hoa nhỏ rất là xinh nha. Mỗi cái 5.000, cực kỳ dễ thương. Ô, và tiếp theo nè, trời ơi, dễ thương quá đi. Mấy anh chàng BTS của chúng ta nè. Trời ơi, cài nơ này, cầm trái tim, cầm kẹo rồi nữa, hết sức là đáng yêu luôn nha. Và nguyên một cái sắp hình như hình dáng như thế này á thì là 25.000 đồng. Rồi là có cốm, trái cây 5.000 đồng một bịch. Tiếp theo thì là bút này, ấy lộn, bút đúng rồi, bút chảo và bút cái hộp quà. Ấy hộp quà. Trời ơi, chị nói tầm bậy tầm bạ. Nha, đây là bút chảo nè và bút hộp quà rất là dễ thương luôn đó mấy em. Đó. Chảo đây,
quà nữa nè đó, 5.000 đồng một cây. Bây giờ mình thử viết nha. Đây nha, cây bút thứ nhất. Rồi, đến là cây bút thứ hai, ok. Tiếp theo chương trình là đơn hàng của bạn Trần Lệ Anh Thư, 87.000 đồng. Thì đầu tiên bạn có đặt là một bộ kit làm slime 30.000 đồng, 12 món, làm được 5 loại slime khác nhau và tiết kiệm được 14.000. Wow, và bạn còn có đặt cả trứng lưới nè, 10.000 đồng một trứng. Kẹo hamburger 2.500 một viên và có cả móng tay 7.000 đồng. Tiếp đến, chúng ta sẽ có đơn hàng của bạn Trương Thị Thùy Linh, 60.000 đồng. Đầu tiên sẽ là hai cây chì Hello Kitty màu hồng và màu vàng. Đó, rất là đáng yêu luôn, lại còn có cái sự lấp lánh ở cái thân viết nữa nè mấy em. Chỉ có 5.000 đồng một cây thôi. Rồi đến là hai bạn. Đây, hai bạn Pony. Không có màu cam nha, chị lấy màu hồng và màu vàng cho em. Đó, 5.000 một cây. Tiếp theo là hai chú hề rất là dễ thương, một chú màu xanh và một chú màu đỏ nè. Xin chào các em, chúc các em luôn vui vẻ nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử viết nha. Đây, pony vàng, pony hồng, chú hề xanh, chú hề đỏ, ok. Tiếp theo là Nguyễn Tô Minh Vân, đơn hàng 102.000. Wow, đầu tiên rất là xinh xắn luôn, một cái váy cô dâu nè mấy em xem nè, có hai tầng rang nha. Đó, váy trắng tinh khôi, áo hoa vàng nha, ở phía trên là một cái lớp nè ha, sắc màu rất là đẹp luôn. 32.000 bộ váy này đó mấy em. Rồi đến là nàng búp bê mắt đá, tóc tím, áo lấp lánh, đây tím hồng nha, nhìn cái màu nó rất là xinh luôn ha, ngọt ngào. 35.000. Lắc tay Ấn Độ 5.000. Còn đây thì là đơn hàng của bạn Từ Thị Như Quỳnh, 82.000. Có tới 3 cây thước BTS luôn nha, màu xanh dương nè, màu vàng và màu xanh lá, mỗi cây là 8.000 đồng ở mấy em, rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì là những cái cây thước ngắn như thế này, có hình của những anh chàng rất là dễ thương. Đó, 1, 2, 3, 4, 5 cây viết, mỗi cây 5.000. Rồi, bây giờ mình sẽ thử viết nha mấy em. Ok. 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 Ha. Yeah, và bây giờ xin mời các em đến với một đơn hàng hết sức là dễ thương luôn. Nói cái tên không là mình đã thấy dễ thương, là Tùng Đẹp Dai. Đó, đơn hàng 203.000. Chúng ta hãy cùng xem đơn hàng của bạn Tùng Đẹp Dai là gì nha. Và đây nha, đầu tiên thì chúng ta sẽ xem đơn hàng bút của bạn Tùng Đẹp Dai. Đầu tiên sẽ là cái bút tay thỏ nè, kem thỏ nè, rồi gà con, hai cái muỗng, hai cái nĩa và hai cái chảo luôn, hai hộp quà nha, một pony và một cái bạn khiên nha, có phải không? Bốn cái cây viết lon nước ngọt luôn á, rất là dễ thương. Mỗi cái như vậy thì là 5.000, chỉ riêng là bốn hộp nước ngọt này thì là 7.000 đồng một cái nha mấy em. Ở đây nhìn rất là dễ thương ha, chị cho các em xem lại nè, nguyên một vàng luôn, muỗng nĩa, chảo chảo nĩa, muỗng quà đó, trời nhìn rất là muốn ăn một cái gì đó ha. Có bạn gạt cái bên gà con dễ thương quá. Đây ha, chúng ta sẽ thử nè ha, kem thỏ, tai thỏ, thiên nga cầu vồng, pony, gà con rất là đáng yêu ha, nĩa hồng, muỗng hồng, muỗng xanh tím, cái ấm nó tím tím xanh, rồi cái nĩa cũng màu như vậy luôn. Tiếp đến thì đây là cái hộp quà chất, hộp quà, chảo, rồi đến chảo nha. Tiếp theo thì là một cái hộp nước ngọt Pepsi, một cái hộp Coca-Cola, rồi cái này nữa, và bò hút. Tiếp đến thì là hai cái bịch này ha, ly chai, mỗi bịch là 5.000. Tiếp đến thì là cái đèn thông Noel nè, đó, thông Noel mà hình của cái cây bông lúa đó mấy em, rất là dễ thương, 30.000 một cây nha. Bây giờ mình sẽ thử đèn ha. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Chúc mừng Noel và Giáng sinh an lành, hạnh phúc nha. Thật là ấm áp, thật là dễ thương. Happy New Year and Merry Christmas.
chị nói tiếng Anh không hay, nhưng mà hưởng ứng cái phong trào Noel này là thật ra là từ bên châu Âu về Việt Nam, cho nên là chị cũng phải nói tiếng Anh một chút xíu, mong mấy anh thông cảm nha nếu như chị phát âm chưa đúng. Tiếp tục là đơn hàng của bạn Nguyễn Lê Thùy Trang, 158.000. Thì ở đây bạn có đặt là 5 bịch tuyết Mỹ nha mấy em, mỗi bịch là 8.000 đồng. Thì còn đây là những cây viết của bạn đó nha. Đầu tiên thì sẽ là Pokemon nè, rồi đến là trái táo ha, trái táo và một bạn chuột dễ thương, Doraemon nè, cà rốt nè ha, bút quyển sổ nè, hộp quà nè, và viết chì móc khóa nha, mỗi cây 5.000. À, chúng ta sẽ thử viết Pokemon trước ha. Còn đây là quyển sổ nè, còn đây là Doraemon nè. Đó, đây là cái hộp, hơi nó dính cái này, hộp quà ha, cà rốt nè mấy em. Còn đây, đây là táo. Ok, tiếp theo sẽ là cái áo thủy thủ nha. Có cái nơ ở đây, có cái mặt cười ở trên cái túi, rất là dễ thương. Áo thì là ha, 50.000 đồng, từ 25 tới 50kg là mặc vừa hết nha mấy em. Đó, đây, rất là dễ thương luôn. Đây nè ha. Và bây giờ là đơn hàng của Trần Thị Mỹ Hương, 118.000, cũng là đơn hàng cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay nha. Và đầu tiên thì bạn cũng đặt là một cái áo thủy thủ 50.000 đồng này ha, có hình mặt cười luôn. Đó, từ 25 tới 52kg đều mặc vừa, rất là dễ thương. Và bạn còn có đặt là hai bịch bô ráp, mỗi bịch 5.000. Sau đó thì là bút Doraemon, bút Pony và bút tai thỏ nha. Bây giờ thì mình sẽ thử bút Pony nè. Ok, tai thỏ nè, Doraemon nè. Yes. Và cuối cùng thì là hai cây bút chì Hello Kitty, mỗi cây 5.000, rất là dễ thương với cái thân nó lấp lánh này mấy em thấy không? Đó, mấy bạn Hello Kitty thì cực kỳ đáng yêu luôn nha. Và đơn hàng của bạn Trần Thị Mỹ Hương cũng đã kết thúc video kiểm hàng ngày hôm nay. Thân ái chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707 và đừng quên đăng ký thành viên nha. Nhớ xin ba mẹ trước khi gọi đặt hàng nha. Bye bye, chào tạm biệt. La 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 la.